sống ở quê miền Tây. Mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình ra kinh ba của nông trường Cờ Đỏ nữa các bạn. Quay cho cô chú anh chị và các bạn xem con xe cuốc của mình, cô 03 ha các bạn. Này múc đất ruộng các bạn, múc một lớp đất ruộng bỏ lên xe ben nha các bạn. Này thì cắt lúa vụ 3 rồi các bạn, ở trên đây cắt lúa vụ 3 rồi. Thì hổm gầy hổm lúc hổm các bạn khô gan à. Bây giờ thì mưa bão hổm gầy mấy ngày nay các bạn, nước trên ruộng cũng khá là nhiều. Rồi chú ruộng mắc làm thì làm luôn các bạn. Thank you.
quá bự. Qua các bạn, tại vì quá trời bự rồi.